Có, anh đi sang bên kia với tôi. Đâu? Anh đi sang bên kia với tôi. Đấy. Không, bây giờ anh đi qua đầu kia với tôi. Quay gì? Tôi quay cái quá trình làm việc của anh. Tôi là người dân, tôi có quyền. Cái gì? Thẻ nhà báo không quay? Quay chút đập máy bây giờ. Quay. Đó là anh nói nha. Đây, mặt sơn liên tục đúng không? Đó, anh đi qua đây. Qua đi qua đây với tôi, anh đi qua đây với tôi. Bắt vô có lỗi, tôi bắt vô không có kiếm chuyện. Tôi không có kiếm chuyện gì hết, tôi nói rất đàng hoàng. Đấy, anh đi qua đây, anh đi qua đây, qua đây. Đấy, đi vạch, tôi biết là vạch sơn liên tục rồi. Tới đây được rồi, cần đi đâu xa. Tôi biết là vạch sơn liên tục, thì tất cả các phương tiện không được lớn lên. Anh còn làm, anh làm ơn đi qua đây với tôi chỉ cho anh thôi. Đây, anh đi qua đây. Đi qua đây. Và tôi muốn chỉ cho anh coi. Anh đi qua đây với tôi. Anh đi, phải, anh đi, cứ đi qua đây với tôi. Tôi biết, tôi không có chống đối. Tôi không hề chống đối, tôi cũng không hề không chấp hành. Đấy, anh đi qua đây. Đúng không? Anh đi qua đây. Đây, đúng. Nhưng mà có cái luật nào quy định là phải bên phải là đi của xe máy không? Đối với xe thô sơ, xe là phương tiện thấp nha, xe tốc độ thấp nha. Đúng. Đi phải đường phải đúng. Của mình. Đây anh nhìn đúng không? Đây này, quẹo phải rồi. Nhưng mà cái mũi tên ở kia đằng kia nó có cái mũi tên là kia. Tít đằng kia anh thấy không? Cái mũi tên đằng kia là đi thẳng và quẹo phải. Thế tới đây tôi muốn quẹo bên trái tôi phải đi làm sao? Kia, cái mũi tên tít đằng kia kìa, thấy không? Quẹo phải là quẹo qua đây đúng không? Quẹo phải, đây là đi thẳng chứ làm gì có quẹo phải góc này. Đây là nguyên một tuyến của nó đi thẳng. Ông nói vậy ai nói không được. Anh nói hay quá. Bây giờ nếu mà anh quẹo phải là anh phải có chỗ này anh có đường quẹo phải đúng không? Đây nguyên một tuyến đi thẳng chứ mũi tên đi thẳng đằng kia và quẹo phải. Thế bây giờ tôi muốn qua bên trái tôi phải đi làm sao? Tiểu bật xi nhan nó chạy ở đây chạy vô vòng cái đâu. Thế cái vạch cái để làm gì? Cái vạch mũi tên đi thẳng mà quẹo trái cái để làm gì anh? Nói như ông cãi, ông nói chuyện ông cãi ngang. Không đúng, bây tôi không đúng. Bây giờ anh coi lại cái vạch không, anh ơi vạch chỉ đường đi. Đúng không? Đó. Tôi không có nói ngang. Người ta cũng kẻ mũi tên đi thẳng. Thế nhưng mà tôi hỏi anh bây giờ cái mũi tên cái mũi tên ở góc đằng kia nó là cái gì? Ở đây trên đó là Bạch Sơn Đức Phúc nha. Ờ Đức Phúc chạy đâu chạy vô đây Bạch Sơn liên tục không có ra đây. Không. Nếu mà bây giờ anh nói là Bạch Sơn liên tục tôi không có đè qua đè lại mà anh nhìn thấy cái vạch cái trong đây luôn nè. Ông đè đâu mà đè. Tôi không nói là cái chuyện tôi đè trong này nhưng mà anh nhìn thấy cái vạch sơn đằng kia không? Cái vạch chỉ đường đằng kia không? Cái mũi tên chỉ đường đằng kia của nó là đi thẳng và quẹo quẹo phải. Đó bây giờ anh giải thích cho tôi thấy cái tại sao cái mũi tên để kia. Sao không có cái mũi tên để kia nghĩa là cái gì? Quẹo đi thẳng và quẹo phải. Thế bây giờ tôi đang đi luồng đó là xe bên trái đúng không? Tôi muốn đi qua bên trái tôi phải làm sao? Thì anh bật xi nhan, tôi nói anh bật xi nhan đi qua đây không được hả? Thôi, anh hay anh nói chuyện nha, anh cãi ngang nãy giờ. Sơn liên tục ai cho anh băng ngang làn sơn liên tục. Tôi đâu có băng ngang. Tôi bật xi nhan từ ngay khúc vạch ở kia. Anh muốn gì không? Lên dân giao thông công chánh á, ông muốn kiện vậy chở anh kiện. Tôi ở đây người ta thi hành công vụ. Tôi không có kiện nhưng bây giờ mấy anh kỷ mấy ông đâu thành. Đó ok, biên bản thì biên bản. Ông nói chuyện ông cãi ngang như ông. Tôi không có cãi ngang, tôi nói đúng cái tình trạng vạch sơn trên đường. Sao? Có ý kiến thì lên trên kia anh ý kiến nha. Ờ đấy là anh nói nha. Ừ, anh lên kia ý kiến. Chứ ở đây anh ý kiến gì đây? Ta kẻ sao tôi làm vậy? À bây giờ mấy anh kẻ như vậy đúng không? Lấy mấy đứa kẻ sai là người dân đi theo vạch sơn là mấy anh phạt người ta luôn đúng không? Kẻ sao sai? Có mình anh chạy sai. À, mình tôi chạy sai đúng không? Tôi nói với anh tôi không có chạy sai, tôi chạy theo đúng cái vạch chỉ đường này. Biết cái gì mà cãi. Anh nói đừng nói tôi không biết cái gì. Có bằng lái không học đâu hả? Tôi học, tôi thi đàng hoàng. Thi đâu? Tôi thi ở đâu đấy là chuyện của tôi. Tôi không có trường, nói là chuyện này chuyện này. Trường Nguyễn Hữu Cảnh dạy tôi đó. Tôi không phải là không biết, tôi biết là rất đàng hoàng, tôi nói cho anh nghe, nhưng mà anh... Ông bị ở đây thì bắt ở đây, chứ không có chỉ trên kia. À, anh nói hay quá, vậy chứ cái vạch mà đi thẳng và quẹo phải nó là cái gì? Tôi đâu bắt con bên kia đâu. Thì đúng rồi, tôi đi theo cái vạch bên kia tới đây mới anh bắt tôi, vậy tôi hỏi anh cái vạch bên kia để làm cái gì? Làm gì? Cái vạch bên kia tại sao chỉ người ta đi thẳng và quẹo phải mà không ở đó, không cho người ta quẹo trái? Đáng lý đâu các anh nhá. Cái chỗ mà... Không. Ở ngoài đàng hoàng, tôi nói đàng hoàng nhá. Không, tôi có nói gì với anh không đàng hoàng đâu. Tôi có nói gì với anh không đàng hoàng không? Tôi không có chửi tục, không có nói bậy với anh một tình gì nha. Ông nói đang nói ngang vậy ai nói lại ông? Tôi không có nói ngang, tôi chỉ hỏi anh vậy chứ cái đó để làm gì? Ông còn chạy xe đây dài ha. Ừ. Ha. Tôi còn chạy dài. Rồi, ghi âm đương nhiên. Mày ghi âm bao ghi âm mày.